xin cảm ơn tất cả quý vị. Và là kính thưa quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu lúc này là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mùa cưới năm 2023. Vậy xin được kính mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng nắm chặt tay nhau đi ạ. Nắm chặt tay nhau ạ. Và cùng nhau cúi chào ra mắt tập thể quý vị. Một tràng pháo tay trị giá 7 tỷ đồng cho bạn trẻ đi ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn tập thể quý vị rất nhiều. Chăm bà tô lầu nhắm đó xào con chơi hết bò vì cấp là uẩn nòng bền quần khét lầy cấp là sòng xài tà lẽ cằn xấu ném trắng kiều chơi đi ai thảo lẽ hết nòng hà nông sửa lai lành ai há chảy phân chơi đi ai thảo lẽ hết nòng hà nông sửa lai kiều ai há chảy kiều ai ai lại nòng mới dẹp xuân phát tầm mẹ em ai mới há chứ chẳng cò ai lại nòng mới bài hay cà phê tầm mẹ em ai mới chấp bền ngà phố quốc phần pi nâng lầy hỏi tấn chú điều tân ông là nòng xài có ai ơi ai chứ phân sắp canh sân lót mày linh ai chứ kỉnh sân ông cuồng dàn mua nào đi lò tầm bà luôn sừng là phền sứ tầm té luôn kể cả mặt nòng xưa lấy qua hàng sút chùa đơi báu vàng cá đơi kìm tràng lãng mặt cái nề nòng là nòng xài có ai ơi ông cần tôm ơi con mẹ pi nòng ơi. Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và các cụ xưa có câu: có cây thì mới có dây leo, có cột có kèo thì mới có đòn tay, có cô dâu và chú rể. Như ngày hôm nay thì các cử thiếu đại diện hai bên gia đình trân trọng kính mời bên phái đoàn nhà gái có ông Tòng Văn Bình, bà Tòng Thị Thái là thân sinh ra cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Vâng, trân trọng kính mời bà bước lên sân khấu đứng với cạnh cô dâu xinh đẹp ạ. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, về phía phái đoàn nhà trai, trân trọng kính mời có bác trưởng đoàn và phó trưởng đoàn bên phái đoàn nhà trai cùng sắp bước lên sân khấu để ra mắt con rể họ. Vâng ạ, trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình. Trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình nhà chúng ta cùng bước lên sân khấu được ạ, trân trọng kính mời. Chờ đợi và những giây phút chờ mong, giờ đây đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể đã hiện diện trên sân khấu của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vậy một lần nữa xin được kính mời cô dâu Thu Hà, chú rể Mạnh Thảo cùng với đại diện hai bên gia đình chúng ta cùng nhau quý chào ra mắt tập thể quý vị. Trân trọng kính mời ạ. Càng vỗ tay thật lớn bất động viên cho đại gia đình chúng ta quý vị. Vâng, xin cảm ơn tập thể quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa các cụ ông, các cụ bà thân mến, và quả thật đúng là hôm nay tứ hải giao tình, và tình trong một khắc thì nghĩa dài trăm năm, và trăm năm ta chẳng lấy một ngày ta chẳng lấy một giờ, và giờ Tết là giờ này đây. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023, tức ngày 9 tháng 10 năm Quý Mão. Được sự đồng ý của cơ quan chính quyền cũng là diện hai bên gia đình và sự đồng tình của cô dâu và chú rể, để rồi anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, với mình rồi lại với ta, đẹp thiên đôi lứa mặn mà tình thông gia. Vâng ạ, nhận được lời mời thắm tình từ gia đình, anh em làm chương trình đến từ kênh YouTube Ánh Sáng TV được trở về đây làm nhịp cầu nối cho các bạn trẻ, và không để quý vị phải chờ lâu thêm một giây phút nào nữa. Lễ vô tư của đôi bạn trẻ Thu Hà, Mạnh Thảo, Mạnh Thảo, Thu Hà xin phép được bắt đầu. Chào các bạn,
mẹ Pinong hoa cảm tôi muốn xin chào cho mẹ ơi. Sao lại dọn căng đường tên lại cho mẹ Pinong đâu. Vâng, là tiếng pháo tay của tập thể quý vị cũng đã nổ ra. Và tiếng pháo của anh em làm chương trình cũng đã nổ ra rồi. Và kể từ ngày hôm nay đây, nơi bạn trẻ của chúng ta sẽ về chung một mái nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, chung hơn con đường nhỏ về nhà. Và hạnh phúc của họ sẽ là một đàn con sinh. Và kính thưa tập thể quý vị thân mến, và đôi bạn trẻ của chúng ta nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung gối, chung phong chung màn, chung hơn cả những tiếng thở than. Vâng ạ, trân trọng kính mời một vị đại diện bên phái đoàn nhà trai sẽ có đây lời phát biểu để cảm ơn bên phái đoàn nhà gái ạ. Trân trọng kính mời bác ạ. Chẳng ra rắc cái này cũng ơi. Vâng ạ, trân trọng kính mời một vị đại diện bên phái đoàn nhà gái ạ. Xin mời bác ạ, có đây lời phát biểu để cảm ơn tất cả quý vị được không ạ? Vâng ạ, xin được cảm ơn hai bên gia đình đã ủy thác cho MC nói thay một chút ạ. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô chú anh chị, cô dì chú bác đã cùng quản đường xá xa xôi, bất chút thời gian vàng ngọc, thời gian quý báu của mình cùng nhau trở về đây chung vui cùng với đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tôi chẳng có lời nào hơn kính chúc toàn thể quý vị, các bác, các anh, các chị, tiền vào cửa trước, vàng rước cửa sau, hai chúng nó gặp nhau rủ nhau chui vào két sắt, đó là toàn thể quý vị trong buổi trưa hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã có mặt tại hội trường cuối của các bạn trẻ Thu Hà, Mạnh Thảo. Một lần nữa xin được cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay giây phút ở đây tôi xin được nói vài lời cúng thái được không ạ? Sau cảm ơn tinh lại của mẹ Pin Ong đây, tinh các thầu và kẻ trừ tên, cảm ơn ải lòng lại na, lưng cả đại bản, hoa cảm hồng thân mong chào với ủy mong hồng cầu thân nhân sức khỏe hết thảo của những quan là hồn xưa. Sau chúc thầu cho mẹ, chúc thầu ải hải êm, phụ vệ chơi bất cứ màn khòng, thầy bút lòng giữa nam y phà tổng màu, chúc thầu ải thảo êm ké và cả nào lón lành lao, xin mãi báo xào trừ tôi lưng khăn. Chúc thầu nồng phí mỹ nả mỹ và thầu thảo hẳn, tôi lại xương cầm mỹ nữa, thăng xương cầm tay, tôi phải ở lửa ma, phải ná ở lửa tẩu, cám bỏ bay khổng lá lại ma nữa, còn lại phía nào nữa. Vâng là đó là bên lời phát biểu thay cho bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giây phút ở đây xin được kính mời các bạn trẻ chúng ta cùng tiến lên, hãy biết ạ, chúng ta cùng nhau. Vâng ạ, chưa đến mạng hơn. Vâng, kính thưa các quý vị thân mến, và ngay giây phút ở đây xin được kính mời cô dâu hãy bỏ bó hoa xuống đây ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ, trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời ạ. Và kính thưa các quý vị thân mến, và quả thật đúng là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, lá vàng cũng cướp mà phòng bà anh cũng lừa. Và để chứng minh cho tình yêu đó, xin mời chú rể hãy chào nhấn chào cô dâu ạ. Chào chào, kính mời ạ. Và xin mời chú rể hãy cùng vào đầu gối xuống để chào nhấn cho cô dâu ạ. Chào chào, kính mời. Một tràng vỗ tay lớn nào, quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và xin chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được kính mời cô dâu trao lại nhẫn cho chú rể đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chiếc nhẫn là vòng tròn của tình yêu, không có điểm dừng. Vâng ạ, tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi mãi như vòng tròn của tình yêu. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin chào, cảm ơn đôi bạn trẻ. Vâng ạ, xin đã được kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta. Bây giờ thì màn hôn thì chắc chắn là phải bắt đầu rồi đúng không ạ? Em muốn làm gì thì làm thôi, chú rể ạ. Chắc bạn em bây giờ là vợ em rồi, em muốn làm gì thì làm thôi, anh có. Vâng ạ. Vâng, xin mời đôi trẻ chúng ta trao cho nhau một cái hôn thật nồng cháy, một cái hôn thật là thế kỷ ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể ấy liền từ dưới lên ạ. Chỗ nào mềm nhất em đặt tay vào. Chỗ nào mềm nhất ạ. Vâng, xin mời chú rể đặt vào chỗ cứng nhất của chú rể ạ. Cứng ạ. Đây là bờ vai là cứng nhất của chú rể. Vâng, vòng tay huyền chuyển là chỗ mềm nhất của cô dâu. Nhưng mà trên sân khấu hôm nay thì chỉ tạm vậy thôi, còn tối về họ sẽ khám phá chỗ mềm chỗ cứng của con sau ạ. Vâng, xin mời hai tay ạ. Xin mời cô dâu hai tay, chú rể hai tay ạ. Vâng, trước mặt các em bây giờ là vợ chồng của nhau rồi. Hai em muốn làm gì thì làm, hôn vào đâu thì tùy ạ. Một, hai. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và ngay giây phút ở đây xin được kính mời toàn thể quý vị chúng ta đến với buổi lễ trao quà của hai bên gia đình. Thưa ạ, trân trọng kính mời bên phái đoàn nhà trai sẽ có món quà trao trước. Trân trọng kính mời.
tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa để tặng cho hai con, hai cháu yêu dấu của mình để làm của hồi môn nuôi con sau này. Cô dâu sẽ có món quà tặng cho hai con yêu dấu của mình, trân trọng gửi lời mời. Chào bà luật tết cù trên tay đòi đi tay lầm lù ơi cùng ải liền hư sư lán tút và nơ lù tơ cùng em liền xưa nằm lầy hồi bó ơ lù nhất chỉ ải có hay có tóc cùng phun nơ winner nhất chỉ em bút mình mở cho tiền sảy ăn chăng chư lù ải o em xỉ nơ đù là lù xài cho em nơ em luôn nhìn em sắp cho co đù là luôn nhìn em hả hào khèn cho khèn đù ui cứ lời cho hạt quài tay nhỏ cằn nơ đù là lù xài có em nơ. Vâng, một tràng khởi tay thật lớn nào quý vị ơi. Vâng, những giọt nước mắt đã chảy trên má của mẹ rồi. Vâng, những giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của tình yêu. Các bạn hết xin được cảm ơn hai bên gia đình rất là nhiều. Và ngay giây phút ở đây xin được kính mời gia đình anh chị Tâm Thu, gia đình anh chị Vui Hưởng, gia đình anh chị Cương Tuyệt ạ. Trân trọng kính mời ba gia đình của chúng ta hãy cùng bước lên sân khấu có món quà tặng cho hai em yêu dấu của mình. Trân trọng kính mời đại gia đình. Chân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta hãy bước lên sân khấu để có món quà tặng cho hai em yêu dấu của mình. Chân trọng kính mời gia đình anh chị Tâm Vui, gia đình anh chị Vui Hưởng, gia đình anh chị Cương Tuyệt ạ. Chân trọng kính mời ba gia đình của chúng ta. Vâng ạ, chân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cùng bước lên sân khấu nào. Sao mưa xuống phải lúc mà bán xuống em phả có đây sẽ phảo xào lưu ấy vậy. Vâng ạ, trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta cùng bước lên sân khấu và món quà tặng cho em của mình. Cùng mời bước lên sân khấu gia đình anh chị Tâm Vui ạ, gia đình anh chị Vui ạ, gia đình anh chị Cương Tuyệt ạ, trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị thân mến, và những món quà tuy nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa để tặng cho hai em, hai con yêu dấu của mình làm của hồi môn nuôi con sau này. Vâng, thay mặt cho cô dâu và chú rể, thay mặt cho hai bên gia đình, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình anh chị Tâm Vui, gia đình anh chị Vui Hưởng và gia đình anh chị Cương Tuyệt ạ. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vậy mong tất cả những điều kiện đổi một tràng khó tay thật lớn thật tầm nguyệt cho đại gia đình chúng ta nào quý vị ơi. Sau đó tất cả các bạn bị đồng đây. Vâng ạ, xin được cảm ơn gia đình anh chị Tâm Vui, xin được cảm ơn gia đình anh chị Vui Hưởng, xin được cảm ơn gia đình anh chị Cương Tuyệt ạ. Vâng, xin mời đại gia đình chúng ta cùng xuống phía dưới để chúc con trai họ đến nhà trong sân bay. Chúc trọng và cảm ơn rất nhiều.
thưa các vị, quý vị thân mến, và ngay giây phút ở đây xin được kính mời các bạn trẻ chúng ta cùng tiến về phía chiếc bánh thu thê của anh em đã chuẩn bị sẵn ạ. Vâng, xin chào quý vị. Các bạn ạ, xin mời cô dâu và chú rể cầm lấy cái dĩa ở trước mặt đây ạ. Vâng, xin mời các bạn hãy tay trong tay cắt ba đường thẳng tình yêu ạ. Một đường thẳng cho cha, một đường thẳng cho mẹ, một đường thẳng cho các con yêu dấu của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đôi bạn trẻ rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn đôi bạn trẻ, chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu lưỡng phụ thê. Xin kính mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng tiến về phía thắp ly tình yêu. Xin mời chú rể cầm lấy chai rượu đầu tiên của mình ạ. Xin mời em hãy xé những chiếc kem ra. Vâng, xin mời chú rể mở khóa đi ạ. Vâng, mở khóa chai rượu. Vâng, xin mời bác. Bác à, vâng, xin mời em. Xin mời em hãy vặn sang phía bên này, chứ em chưa gì đã phụt ra rồi thế này. Vâng ạ, à, xin mời hai bạn hãy tay chúng ta sẽ lên khai liên tình yêu. Chú rể của chúng ta rất là mạnh mẽ mà không quý vị. Một chào với ta thật lớn cho các bạn trẻ nào quý vị ơi. Vâng, những thân thể quý vị thân mến và những dòng rượu đang tuân chào thầy kia sẽ tưới cho tình yêu của hai bạn thêm sinh sôi nảy nở, đơm hòa kết trái. Và anh xin chúc cho em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu để ắt phu thê. Phút này đây, xin được kính mời chú rể hãy cầm lấy chai rượu thứ hai đi ạ. Xin chào quý vị. Chai rượu thứ hai tượng trưng cho rượu nghĩa, rượu tình. Vâng ạ, xin chào quý vị chú rể ạ. Rồi chú rể lắc lên ra đấy ạ. Lắc ạ, lắc chai rượu đã. Vâng, tôi biết bạn rất là mạnh mẽ rồi. Bạn chưa lắc thì đã phù hết ra rồi. Vâng ạ. Chú rể, cô dâu hãy cười thật tươi đi ạ. Trước mặt các bạn là cameraman đấy ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay cùng nhau lắc đi ạ. Cùng tay trong tay đi ạ. Xin mời các bạn ạ. 2, 3. Vâng, rất là tuyệt vời rồi. 2, 3. Rồi, ok ạ. Xin mời chú rể hãy mở khóa đi ạ. Chú rể chúng ta rất là như vậy. Quyết phải làm cách nào mới cụ thể đúng không ạ? Vâng là xin mời kính mời chú rể ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Wow. Đặt được nắp chai rượu sang tháng có tiền ngay. Vâng ạ, xin mời hai bạn hãy rót lên tháp ly tình yêu phía bên trên một nửa và chúng ta sẽ cùng rót xuống phía dưới một nửa. Xin chào quý vị. Xin mời hai bạn hãy rót xuống sáng cái ly phía dưới ạ. Kính thưa các vị, quý vị thân mến, và rượu này anh rót làm ba và chúc chúc anh để phần mẹ, chúc hiếu phần cha và đôi ta chữ tình. Xin được kính mời các bạn trẻ chúng ta cùng rót ra ly rượu nghĩa, rượu tình để nâng niềm đấng sinh thành gia đình. Trân trọng kính mời. Vâng, và ngay giây phút ở đây xin được kính mời cô dâu và chú rể hãy nâng hai ly rượu lên phía gia đình nhà, lên phía gia đình cha mẹ của mình. Xin được kính mời cô dâu xinh đẹp hãy nâng hai ly rượu lên phía gia đình nhà chồng của em. Xin mời chú rể mời liêu hãy đăng hai ly rượu lên phía gia đình nhà vợ của em. Xin chào quý bà đại gia đình hãy cầm lấy ly rượu của mình. Vâng, xin mời hai bạn hãy cầm ly rượu của mình và đứng ra giữa sân khấu đi ạ. Đứng ra giữa sân khấu, xin mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Lồng tay vào nhau, chữ lồng. Vâng ạ. Xin mời hai bạn lồng tay vào nhau đi ạ. Ngóc tay ấy. Đấy là ngóc tay, vâng ạ. Xin mời hai bạn hãy uống cạn ly rượu này để say nhau đến suốt cả cuộc đời. Xin chào, kính mời. Vâng, rất là tuyệt vời. Xin mời cô dâu và chú rể trở về vị trí của mình. Vâng ạ, và ngay giây phút ở đây xin mời đại gia đình chúng ta giơ cao ly rượu của mình lên ạ. Giơ cao lên ạ. Nó sùng chén lẩu thôi. Sao mới tới lại cho mẹ bên đó khái lẩu thêm chén đâu cho mẹ ơi. Sao mới tới lại cho mẹ bên đó khái lẩu thêm chén đâu. Cả nhà mình sẵn sàng chưa, rót rượu đầy rượu quý vị ơi. Đây chưa? Đây chúng ta sẽ cùng hô 1, 2, 3 uống và 2, 3 chúc mừng được không ạ? Cả nhà mình ơi! Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.
sàng tứ cực. Sau đó tất cả mọi người hoa cắn tứ cực đó các bạn ơi. Và là hoa kim lầu trên chân non. Đây là kim lầu chân non. Và hay là hoa kim lầu tứ cực. Tên chân là chẳng non đó các bạn ơi. Sau đó tất cả mọi người hoa kim lầu tứ cực đó các bạn ơi. Và là xin mời các bạn huynh đứng dậy ra. Và những kỳ thủ đẹp nhất sẽ được phát sóng trực tiếp truyền trình hoa bàn từ Bắc ạ. Vâng, sau 3 ngày nữa mời tất cả chúng ta cùng đón xem. Và là cả nhà mình ơi, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Hào Hoàn nữa, ông hành chẳng lại nắng lông lên cả đây. Và đã xin được tí mời, đã cảm ơn các thể gửi đưa rất nhiều. Và xin mời gia đình chúng ta hãy cùng chạm giới thiệu với nhau đi ạ. Sao chứ bởi túi già tàn nay, tôi quay mặt từ sư đáng cả con nơ. Nhân lý của sẵn liên phân kẻ khỏng, ải cánh đông nó bỏ bánh cầm thân hơi túi già tàn nay đây. Tiếp. Xin được kính mời gia đình chúng ta hãy bắt tay cho một cái đi ạ. Bắt tay cho một cái để tình không xa, tên chặt như Kha Sơn. Rồi xin mời cô đồng chú rể chúng ta cùng bắt tay nhau. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn đại gia đình của chúng ta. Ngay giây phút ở đây xin được kính mời đại gia đình chúng ta cầm lấy ly rượu của mình, trở về từng bàn tiệc để chúc toàn viên hai họ. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Vâng, chúc cho các bạn trẻ trăm năm tình viên mãn. Bạc đều, đi ấp từ đây. We'll be right back.